cảm ơn anh chị đã sử dụng kênh điện tử Super SS của kênh điện tử Gia Phát. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến dòng pin của kênh điện tử Super SS này. Sử dụng dòng pin nào, pin 6V hay là 4V, những cái dấu hiệu mà khi cân hết pin, về cách thức chúng ta sạc pin, và đặc biệt hơn là chúng ta có thể tự thay pin tại nhà được không, và cách thay pin thì có dễ dàng hay là không. Và nếu như anh chị có đang sử dụng các dòng cân điện tử như cân bàn, cân ghế ngồi, cân phích bồn chống nước, cân sàn, cân xe nâng, cân điện tử có bánh xe di chuyển cùng mã với kênh Super SS này thì mời anh chị đi tiếp video dưới đây ha. Đối với dòng cân điện tử Super SS này thì sẽ sử dụng dòng pin là dòng pin 4V như anh chị đang thấy trên màn hình đây. Và nếu như anh chị đang có nhu cầu mua dòng pin cho kênh điện tử hay là dòng pin 4V cho kênh điện tử Super SS của mình thì anh chị có thể liên hệ đến kênh điện tử Gia Phát ha. Vậy trong quá trình mình sử dụng kênh á, thì những cái dấu hiệu nào để nhận biết là kênh đang hết pin? Thì khi mà chúng ta bật kênh lên á, anh chị để ý là ở phía góc trái bên màn hình sẽ thể hiện nếu như kênh đang còn 1 đến 2 vạch á, thì chúng ta nên sạc pin khoảng tầm từ 3 đến 4 tiếng thì kênh nó sẽ đầy, và lưu ý là không sạc pin qua đêm anh chị ha. Và sau khi mình sạc pin á, kênh vẫn tiếp tục không cầm pin và có dấu hiệu là tắt kênh, thì cái việc tiếp theo chúng ta nên làm đó là thay thế một cục pin mới cho cây điện tử. Vậy thì cái việc mà mình tự thay thế pin tại nhà thì có dễ hay không, thì anh chị cùng theo chân anh kỹ thuật cân điện tử Gia Phát sẽ hướng dẫn mình cách chúng ta tự thay thế pin cho cân điện tử Super SS tại nhà anh chị ha. Và tiếp theo thì cân điện tử Gia Phát xin hướng dẫn anh chị tiến hành thay pin cho đầu cân Super SS này anh chị ha. Và khi anh chị nhận được pin từ kênh Gia Phát sẽ có bao gồm pin 2 sợi dây nối và 2 sợi co để mình có thể bảo vệ được cái mối nối của mình anh chị ha. Và một cái nữa là mình sẽ chuẩn bị 3 vật các anh nhé, COVID kéo và một cái quẹt ga anh chị ha. Giờ rồi để mở đầu cân để thay pin thì mình sẽ hút xuống, thì ở đây nó sẽ có 4 con ốc ở 4 góc anh chị ha, 4 con ốc 4 góc là mình mở ra các anh nhé. Rồi, khi mà mình mở ốc xong thì mình sẽ tiến hành mở đầu cân ra. Đây, mình sẽ nhìn thấy cái cục pin của trong cân của mình ha. Và tiếp theo mình sẽ mở 2 con ốc hai bên và mình sẽ cắt sát 2 sợi dây nối với pin anh chị ha. Và mình sẽ cắt từng dây một cho nó an toàn anh chị ha. Đây, mình đã lấy được cục pin cũ ra. Và giờ mình sẽ tiến hành thay cái cục pin mới vào ha. Thì ở đây cái cốt này mình sẽ tuốt đầu khoảng 1 cm anh chị ha, tuốt đầu hai đầu của cốt này, và ở hai đầu pin mình cũng tuốt tầm 1 cm. Rồi sau khi tuốt xong thì mình sẽ lấy cái cốt đây, và một cái cọc cái co nhiệt mình nhét nó vào và mình nối đỏ vào với đỏ, đen vào với đen giúp em nhé. Và khi mình xong chắc vào rồi thì mình sẽ gặp nó lại và mình sẽ nhét để bảo vệ con, bảo vệ lại cho nó an toàn. Và đây mình sẽ dùng cái quẹt ha, hơi cho nó co lại anh chị ha. Như vậy thì nó sẽ an toàn cho pin và đầu cân rất là nhiều nha. Đây đen mình cũng làm y chang. Rồi, như vậy mình đã tiến hành xong việc nối dây cho pin ha. Và tiếp theo mình cũng ở trên pin này, nó có cực đỏ và cực đen ha. Thì mình cũng ráp cực vừa nối vào giúp em nhé. Đỏ với đen nối với nhau thôi anh chị ha. Rồi mình cũng đặt vào như cũ. Ráp ngàn này vô ha.
và mình sẽ tiến hành đẩy nó lên. Mình đã thay xong rồi, mình sẽ ngửa cân lên và mình bật thử cân anh chị ha. Và cân đã được bật thành công là mình đã thay pin thành công cho cân. Dạ rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc tìm hiểu về cân điện tử và cách chúng ta tự thay pin cho cân điện tử SuperDesk tại nhà rồi anh chị ha. Và một câu hỏi nữa mà cân điện tử Gia Phát được nhận nhiều nhất đó là thời lượng sử dụng của cân điện tử SuperDesk này là bao lâu? Thì thời lượng sử dụng của nó sẽ kéo dài từ 1 tuần đến hơn 1 tuần chúng ta mới phải sạc lại. Và thời gian sạc sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tiếng và tối ưu nhất chúng ta tránh sạc qua đêm anh chị ha. Và xem xong video này, nếu như mà anh chị đang có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể để lại bình luận ở bên dưới, hoặc là nếu như anh chị đang có nhu cầu về mua pin cân điện tử hoặc là tham khảo các dòng cân điện tử khác thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 0909 899 833 để được cân điện tử Gia Phát hỗ trợ anh chị ha. Cảm ơn chị đã xem hết video này và chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe, công việc làm ăn phát đạt, và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.